Nhiều người phụ nữ ở đây mang nghiệp phá thai lắm nè. Bây giờ cuối năm hỏi thật lòng quý vị ở đây, người phụ nữ nào mà phá thai đưa tay nghe. Mình đưa lên như mình sám hối chứ Tam Bảo quý vị. Chứ mình phá thai mà mình không đưa lên đó là kẹt đó nghe. Giỡn đâu. Cái phía trước này sao đưa nhiều dữ vậy ta. Rồi, để tay xuống đi. Thấy không? Đây giống như trước Tam Bảo quý vị. Giống như mình dám nói rằng bản thân mình đã làm việc đó. Con sai rồi. Sai rồi. Thấy không? Chỉ đưa tay thôi chứ đâu có nói gì đâu. Cũng ai không ai đâu nhớ mặt mình làm cái gì. Vì biết đây là cái mà gọi là gì? Nó đại trà bây giờ. Nên quán khí nó bao phủ giờ đất. Thời tiết xuân hạ thu đông thay đổi thất thường. Quán nghiệp này ghê lắm. Những đức nói cho vị nghe chứ. Đã mang cái nghiệp phá thai rồi thì sớm muộn gì quý vị cũng sẽ lãnh cái khổ. Tại vì sao? Thân người khó được, Phật pháp khó gặp. Mà người ta vừa được lên thôi, mình dẫm một dẫm người ta lọt xuống dưới lại. Quý vị biết người ta oán thù cỡ nào chưa? Ta hận quý vị cỡ nào chưa? Vậy thì cái oán thù họ đòi quý vị là nó ở đâu ra? Những đứa con quý vị sanh ra và kế một bên đó là người thân quý vị đó. Không có đâu xa đâu. Đó. Rồi làm ăn chặt vuột làm hoài không được. Phước báo nó đã giảm rồi. Làm ăn không có được. Giống như trước mắt là thấy có tiền vậy đó, nhưng mà không có cầm tiền được đâu. Vừa tạo tiền cầm được thì tự nhiên tai nạn đến liền, họa tai đến liền, con chồng bệnh liền. Hoặc là có tiền là có tai họa. Cho quý vị biết, đó gọi là cái mầm mống của si phước. Mầm mống của si phước. Đại lão Hòa Thượng Tịnh Không năm xưa đi học Phật, gặp thầy Lý Bỉnh Nam. Thầy Lý Bỉnh Nam nhìn ra ông này thông minh nhưng không có phước. Thầy Lý Bỉnh Nam biết rằng nếu ông mà thông minh mà không có phước, làm sao mà ông đổ sanh? Không có phước sao đổ sanh? Nói ai nghe? Giảng có hay người ta cũng không nghe. Thì vậy Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không tu phước duyên. Nơi nào xây chùa có một đồng, Hùng xây chùa. Nơi nào phóng sanh có một cắt, Hùng phóng sanh. Nơi nào làm việc thiện, chung tay làm. Từ gương mặt tươi vui gặp người biết niệm ai với Đà Phật, đem Phật pháp giới thiệu, chân thật mà làm. Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không nói rằng phước báo của tôi có được là hiện đời tu, hiện đời có. Bây giờ Nhân Đức nói cho vị nghe nè. Bản thân những đức sinh trong một gia đình nghèo, nghèo còn hơn là bánh bèo. Nghèo mà còn thiếu học, trình độ lớp 3 ở lại 9 năm. Xấu xí, nói chuyện thô thiện. Mà còn hô, rớt sạch nhách hết trơn, nó không có còn cái gì mà được hết trơn. Rớt hết trơn. Từ gia đình nghèo khổ, khi năm 18 tuổi lên thành phố, thêm 11 năm nữa vẫn là nghèo như bánh bèo. Tết nhất gì nè, nhậu say sưa say xịn. Qua Tết lên trả nợ chết mồ. Thấy chưa? 11 năm khi đi tu còn chiếc xe bán luôn, coi thiếu nợ ai đi trả chút đỉnh. Còn thiếu bà chủ mấy triệu nữa, đi vô gặp người ta trả người ta luôn. Lên tới tỉnh Thất Quan Âm còn đúng 500 ngàn bỏ trong túi. Quỳ trước tượng Bồ Tát Quán Thế Âm,
Bây giờ con chưa có xin thầy chủ trì ở, nhưng bây giờ con còn có 500 ngàn con bỏ vô thùng tam bảo, cho ở cũng ở mà không cho ở cũng ở luôn. Giờ đi đâu giờ? Không còn gì nữa chứ. Mà quay trở lại mà đi làm thuê làm mướn nữa thì không còn cái cảm giác này nữa quý vị. Thấy mệt mỏi lắm rồi. Vô xin thầy ở, thầy kêu đi ra sau bếp phụ bếp đi. Chân thật phụ bếp. Vô trong chùa đụng chuyện gì, ai nói gì mặc kệ. Những đức mới đưa lên một kế hoạch rằng đờ đạo đều có người xấu, có người tốt thì có người xấu. Nơi nào có Phật thì nơi đó có ma, còn nơi nào có ma thì nơi đó sẽ có Phật, 100% quý vị luôn. Nên khi những đức đi vô chùa tu, những đức không có thất vọng ai hết á. Tại vì sao? Bản thân mình nỗ lực cố gắng. Khi những đức đi xuống đây, người đi theo những đức cứ lần lượt bỏ đi hoài. Người trẻ toàn là mấy bà già ở lại, trẻ cứ lần lượt đi xuống đây, không có tiền bạc gì cả, không ai biết đến hết. Khu công nghiệp mà bây giờ nằm ngôi chùa trong đây, không ai ngờ luôn. Không ai ngờ là trong đây mà lại có một ngôi chùa lớn gì mà lại đông người, không ai ngờ luôn. Ngày xưa như đức mới đi đến đây buồn lắm quý vị à, thật sự quý vị luôn. Bằng đêm á, bên khu công nghiệp mùi nó bay qua khó chịu lắm, mùi cá tanh lắm. Nhiều người bị nói rằng ngửi cái mùi này giết chết sống nổi. Mấy người trẻ người ta chở về kia trên kia lại, rồi lớp người ta đi kiếm chùa khác. Bản thân mình thì bây giờ nhìn các cụ già mình bỏ đi đâu, cố gắng. Mà mấy bà già bà cũng đang lo, mình làm sao dám nói mình không có tiền. Sáng nào cũng nói mấy bà cụ yên tâm, ai mà cúng được chút ít nấu nồi lẩu cho bà ăn, có được đồng chơi hết đồng luôn. Mình lại dạng liều mạng quý vị, ngoài đời mình đã liều mạng rồi. Bằng đêm mình đi chơi chơi xả láng, sáng có gian mấy cài về luôn. Khi mình đi tu mình cũng nhờ vậy mà mình liều, không có tiền gì hết mà trong tay lại 100 mấy chục, gần 200 bà già. Rồi sao? Rồi xuống đây mới mẻ. Và Thượng nói rất rõ ràng, thùng tam bảo đưa cho tôi xây chùa, còn ông thì phải nuôi với bà già. Nó thật rất là rõ ràng quý vị. Tại chùa Thượng đã xây rồi, ông tự phát huy đi, ông làm cách nào làm phát huy đi. Thì bây giờ trong lòng ngồi suy nghĩ, nếu bây giờ than với các cụ thì mấy bà cụ có bỏ đi nữa. Thấy thằng này đói mà theo nó thằng chết sao? Chúng sanh ngộ lắm quý vị, đừng có nói than mà người ta cho. Càng than người ta càng sợ mình. Vì ngày xưa ngoài đời như đứa nó hiểu cái nguyên lý giàu không mượn tiền, mà nó cứ đem tiền lên nó hỏi có mượn không. Còn mình nghèo muốn chết mình mượn thì nó không cho. Mình đi tu mình kinh nghiệm, mình nói mình mà nói ra mấy bà già này bà xem thường. Thêm cái nữa bà bỏ đi lai rai, bà lại quay mặt trở mặt quay lưng với mình. Mình quỳ trước Phật, mình cầu Phật gia hộ. Bây giờ con phát tâm nuôi người già đó, giờ Phật làm sao làm đi. Chứ giờ sao giờ liều mạng làm việc cho Phật mà liều mạng luôn. Mà lúc đó nhơm cái mỏ nhọn quét, đi kinh hành niệm Phật mà thấy cái mỏ không thấy cái mặt. Mà khi những đứa ốm con mắt nhìn đứa nó to lắm mới bị mũi bự ra miệng bự, mà mặt không có miếng thịt xương á, nhìn thấy ghê lắm, môi đen thui à. Cái dành môi nó đen thui gan là cái lu ấy. Nói gì đâu mà gớm ghê. Thôi kệ, người ta đã thương rồi nói sao, người ta cũng thương. Thấy không? Thì quý vị coi á, người ta đem lại người ta cúng được á mấy triệu, vậy mà dám vớt nồi lẩu. Còn ông anh em kế bên ông nói một câu, ông á, tôi thấy ông sao, nó cúng được mấy triệu bạc để dành ăn từ từ, vớt nồi lẩu sạch nhách thì mai mới ăn cái gì luôn. Những đức nói, ông coi tôi nè, tôi làm cách này là cách lạ nè, tôi sẽ thành công cho ông coi. Nếu ăn từ từ thì trở thành kẻ hạ tiện, hiểu không? Mà hạ tiện thì tiền nó đến lâu lắm. Mình thí nghiệm, mình liều mạng luôn. Kệ mấy bà cụ mới xuống đây bà buồn buồn, mình nấu nồi lẩu cho bà ăn xịn sò luôn.
ngày mai tính sao? Đó. Tối là có người đem tiền đến nữa. Ghê không? Sáng mai mua bánh hỏi chơi luôn, nước ngọt uống luôn. Vậy mà ta cứ đem lại hoài, ta đem lại cho mấy cụ ăn quá trời đặc biệt. Cuối cùng bà nói ông này có tiền chứ không phải không có. Mấy bà già ghê lắm mấy vị ô. Bà nào cũng để dành tiền dữ lắm. Lúc đó bà mới lòi ra. Thì bà này lòi chút đỉnh, bà kia lòi chút đỉnh, những đức đem, những đức nuôi bà lại. Nghe không? Đó. Đơn giản đâu. Nếu như mà Hà Tiện là coi như là đói chết mồ luôn. Không có đâu quý vị ơi. Con đường những đức đi vậy đó quý vị. Phải nói là đi gan dạ và đi tin Phật và liều mạng á. Thật sự luôn á. Cộng tu, nói cộng tu chủ nhật mà toàn là người trong chùa không? Có một cắt bạc nào Phật tử đến le que có hai ba người vậy mà ra cúng thiết thực cũng la ôm sùm. Mà lúc đó la dữ lắm, hô mà liện đồ, liện gạo, liện đồ thiết ghê lắm. Rồi đọc cái bài cúng thiết thực, đọc dài dữ lắm, đọc đọc hơn là múa lăng nữa. Râm 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 ghê lắm kìa, mặt đen thui ấm nhơm, xuống đây còn làm dữ lắm, ấm nhơm đen thui chừng khoảng cỡ 51-52 kg. So với bây giờ là 75 kg. Với 51-52 kg thì nghĩ thì sao? Không. Cuộc đời con người phải có những lúc gian chung mà đứng lên. Nên cái quyển sách nào mà nói là viết về sự thành công mà không nói về sự khổ đau của bản thân bị thất bại thì quyển sách này không nên coi làm gì. Hiểu chưa? Sự thành công của con người nó phải được sự trải nghiệm qua sự khó khăn và khổ cực. Nên trong nhà Phật cũng nói lấy khổ làm thầy. Bây giờ quý vị coi, mình niệm Phật muốn sanh cực lạc mà về chồng chửi cái là hả họng mà khóc. Đừng có khóc, được không? Yếu quá, yếu quá. Thấy không? Người ta nói vài câu thôi, ta nói vài câu thôi mà đã là khóc hu hu rồi, thấy không? Đó. Nên từ nơi đó tập mình lại đi. Đó, bây giờ mình nghe đạo đó quý vị, rèn luyện mình lại đi quý vị, thấy không? Rèn luyện lại. Rồi ngày qua ngày mà bây giờ quý vị coi á, phát triển thêm 3-4 điểm chùa bên kia, từ một con người gì thật sự quý vị là không có gì. Đúng rõ ràng có câu Phật hiệu và có thêm phương pháp tu của thầy cho anh đưa. Mà phương pháp tu là quan trọng nha quý vị. Tu là quan trọng. Mình không có phương pháp tu là mình cứ như mình đói nhăn răng, không có phát triển được đâu. Nên cái ơn của thầy trên kia dạy mình phương pháp tu rất là quan trọng. Cả đời nhớ ơn, đúng không? Còn cái ơn Hòa Thượng xây chùa cho mình cơ hội. Nên cả đời mình cố gắng, mình ở đây mình phát triển chùa cho Hòa Thượng. Đúng không? Con người sống trên cuộc đời quý vị ơi, dù cỡ nào cỡ cũng phải có chữ chung nghĩa. Con người mà đánh mất đi chữ chung nghĩa thì mình có đắc dung thân đâu. Mình nghèo cho sạch, rách cho thơm. Con người cỡ nào cỡ, nghèo cỡ nào nghèo cũng tự đôi tay mình mà cố gắng, nó cũng có cái giá trị sống quý vị. Không? Thật sự mà nói, những đức thì không có cái gì đặc biệt đâu. Chỉ được có một cái là dám làm những việc người khác không dám làm. Có thật đó. Bây giờ quý vị thấy từ đó giờ có ai lại Quan Âm 3000 lại không? Thì bây giờ quý vị coi, mình dám làm, phải không? Nên mình phải làm. Rồi quý vị coi chương trình kiếm thị chùa mình, quý vị thấy có nơi nào tổ chức cái mức đó không? Đó, mình dám làm. Nhưng vì sao mình dám làm? Mình phải tạo cái mà mình cầm theo được trong cái cuộc đời này. Hiểu chưa? Mình phải thật sự tạo cái mà mình cầm theo được trong cái cuộc đời này. Có nhiều người trong cuộc đời này, những đứa cũng biết nhiều doanh nghiệp người ta giàu dữ lắm.
Nhưng mà khi ngồi chơi nói chuyện với nhau, những đức thấy người ta toàn là hỏi mình dừng cái việc để kinh doanh phát triển không? Tốt thì mình cũng chỉ người ta, mình nói. Nhưng riêng bản thân mình chân thật, cả đời này tạo cái mà mình cầm theo, theo mình. Thì quý vị coi bao nhiêu con người người ta về chùa mình, giờ này người ta đang đứng tuốt ngoài nắng, tội nghiệp người ta đứng kìa, giờ đâu có chỗ nào đâu ngồi, thấy không? Nó quý vị coi chùa này cũng chùa rộng chứ đâu phải chùa nhỏ đâu quý vị, mà không có chỗ, thấy không? Đó, nên từ nơi đó mà chúng ta mà được ngồi ở đây cũng hạnh phúc lắm rồi quý vị. Bây giờ những đức với mấy cô này mà thường mà giảng pháp mà lúc nào cũng thấy mấy cô chứ, là nhiều đời nhiều kiếp cái duyên mình nó cũng dày dữ lắm đó quý vị. Ừ, cứ giảng pháp là toàn vô nghe là biết cái duyên mình dày rồi. Duyên mình mỏng không có ngồi đâu quý vị ơi, mỏng không có ngồi đâu. Ừ, nên từ nơi đó mà quý vị à, chúng ta đã có duyên với nhau trong cuộc đời này. Những đức nói với vị cái pháp môn niệm Phật này hay dữ lắm. Trong cuộc đời chúng ta, xin thưa quý vị, nương vào tiền bạc, nương vào người thân chưa chắc đâu, chỉ đúng nương vào ai với đạo Phật là yên tâm nhất. Vị nhớ nghe, cuộc đời chúng ta có thể bị bao nhiêu người trở mặt, nhưng riêng ai với đạo Phật là không bao giờ trở mặt với chúng ta, không bao giờ. Bản thân của mình từ một người khổ không có gì, nên những đức nói với lương tâm, những đức đã chơi với ai là chơi tặng đáy lòng, sống hết lòng hết dạ. Những đức nói chúng ta sống sao thì chúng ta sẽ được gì. Thì bây giờ những đức đến với Phật tử vậy, nói mười mấy năm tu hành, nhiều người cư sĩ ở đây người ta còn tu lâu hơn những đức. Nhưng vì sao những đức phát triển mạnh vậy quý vị? Vì những đức nói cho quý vị nghe, vì đến với người ta hàng sau thì cái duyên nó hội tụ vậy. Thật sự luôn á. Những đức nghe pháp Hòa Thượng Tịnh Không nè, những đức lại chích lục ra những câu mà những đức chân thật, những đức cắm gốc, những đức làm thành công rõ ràng. Không nghe nhiều nhưng mà nghe lại là chân thật hành trì, những đức lại được kết quả. Bây giờ những đức chân thật, những đức khuyên quý vị, quý vị là người niệm Phật, người tu tập, quý vị coi là thật sự cái lương tâm quý vị còn buồn giận ai không? Cái này là cái như đức nhắc hoài quý vị đó. Vì buồn giận người là mình đã bị trúng độc, mà trúng cái loại độc này là nguy hiểm như lắm, hiểu chưa? Nên đem cái buồn giận ra, đem cái không vừa lòng không vừa ý ra, và tập bản thân mình càng tu càng giảm tối đa cái việc châm chích người khác. Giảm đi quý vị. Quý vị muốn tiêu trừ quán khí thì quý vị hãy giảm cái tâm nó đi, đừng có đi châm chích người khác. Quý vị biết nói đâu xa lạ, bản thân những đức mà cách nay 4-5 năm về trước giảng pháp, những đức rất là không thích những cái chuyện chướng tay gai mắt trước mặt, cứ đánh thẳng rầm rầm. Càng tu rồi mới thấy, nếu người ta đánh mình như vậy thì sao? Mỗi người đều có cái hoàn cảnh trong cuộc sống, cả đi tu cũng vậy. Mình rất là may mắn mình đi tu, mình có cái pháp tu, nên cuộc sống mình đầy đủ. Còn có những người đi tu như mình mà người ta không được đầy đủ, người ta phải tìm cách để người ta sống chứ sao bây giờ quý vị, hiểu không? Sao bây giờ? Thôi giết rồi tự nhiên quý vị ơi, mình mang tâm tha thứ, mình mang tâm tha thứ đi. Cách nay khoảng 3 tuần, có một bà cụ ở trong chùa bên kia, bà ở trong chùa. Xong rồi cái gì không vừa bụng thì bà chờ những đứa qua, bà lỡ bà nắm áo những đứa bà chữ. Xong những đứa để cho bà chữ hoài, bà chữ chút bà thở hào hệt. Những đứa hỏi bà uống ly nước đi rồi chữ nữa. Bà nói tao chữ hết nổi rồi. Xong cái bà xách đồ bà đi. Thì bà đi ra bên ngoài, bà đi về sao đó,
Thì mình nghĩ thôi, về ba về kệ ba. Thì hỏi mấy chú ba có tiền xe về chưa? Cho ba tiền xe ba về tội nghiệp ba. Rồi xong hỏi ba nói không cần. Cuối cùng ba đi ra xe không biết sao ba bị quẹt, té gãy cái chân. Rồi xong rồi ta hỏi bà nói là ở trong chùa đó, đưa bà vô. Cuối cùng đi bó bột đồ cho bà, lo lắng cho bà. Xong bà gặp những đứa bà hỏi con chữ thầy gì, thầy có buồn con không? Những đứa nói buồn, bà ở chuồng hết buồn. Xong chuyện. Buồn chi? Thế quý vị, buồn dặn người là khổ mình. Mình đã giảng bao nhiêu ngày tháng, không lẽ một chút việc đó mà cũng không làm được nữa thôi. Đúng không? Không phải là nói bây giờ đâu quý vị à. Cách nay khoảng 11 năm về trước, trên tỉnh Thất Quan Âm cũng có một bà già, bà chửi như đứt gì, chửi quá trời chửi. Rồi xong bà đi ra ngoài, bà cũng bị xe quất bà. Mà bà này nặng hơn, đem băng ca chở về luôn. Xong khi mà ginh vô, bà đi ngang gặp nó, bà nắm tay nó, chú giúp con nghe chú. Nó là bà yên tâm, bà đừng có lo. Bà cứ vô mà mộ niệm đi, không có sao đâu. Bà mắc những đứt lo hết trơn, không có sao, bà đừng có lo nghe. Bà đó thì nặng, hộ niệm bà mười mấy ngày sau bà mắc. Quý vị biết rằng á, chúng ta tu hành có những cái đó vậy đó mới rèn được mình. Đừng có bao giờ nói rằng tôi làm bao nhiêu việc thiện, tôi có danh tiếng gì lớn, nói tới tôi là chết. Mình vậy đó phải người tu hành quý vị, đúng không? Nhà Đức nói cho quý vị nghe, cái danh cái lợi trong cuộc đời này là tai họa đó. Thật sự ai cũng chạy theo danh lợi chứ, nhưng danh lợi là tai họa đó. Nếu như thật sự là người không nghe đạo là tai họa. Quý vị biết, có nhiều gia đình lúc nghèo lại sống hạnh phúc, nhưng khi giàu lại thay chồng đổi vợ. Có không? Có đó. Có những gia đình mà lúc ngày xưa không đến nỗi hư, vậy mà có đứa con gả nước ngoài, lâu lâu gỡ tiền đô gì cho xài gì mà hư. Có không? Nó vì thấy chưa, cái danh cái lợi nó không đơn giản đâu. Cả người tu mình cũng khó vượt qua này, đừng nói người bình thường. Mấy người vượt qua được danh lợi trong cuộc đời khó lắm quý vị à. Khó vượt qua dữ lắm. Cả người xuất gia như mình mà không vượt qua được danh lợi nè. Những đức nói cho quý vị nghe chứ, bản thân những đức bây giờ cũng là dùng của thập phương, chúng sanh khắp nơi cúng dường. Đối với những đức thật sự không có thiếu tiền. Đối với tôi có số tiền xài là thấy không thiếu rồi. Bản thân của tôi cảm thấy đủ lắm. Tôi thấy nó là không thiếu rồi. Không có nhiều nhưng mà tôi nói là không thiếu rồi. Tôi không thiếu tình người là làm sao tôi thiếu tiền. Không thiếu tình người làm sao thiếu tiền quý vị. Người ta có tiền mà người ta lại thiếu tình người là sự nghiệp quý vị lung lay đó. Nhưng những đức không có tiền nhiều, nhưng những đức lại có tình người, làm sao nhà đức thiếu tiền? Nhà đức hỏi quý vị, bao nhiêu con người thương yêu chúng ta, quý vị thất thế xa cơ ai bỏ quý vị? Nếu quý vị tặng đáy lòng đối với con người, không ai bỏ quý vị. Mà dù người ta có bỏ quý vị cũng vui nữa, vì cảm thấy việc xong rồi nghỉ làm khỏe re, có gì đâu nặng nề, đúng không? Danh lợi trong cuộc đời cực kỳ khó bỏ. Dù tu nhiều chục năm cũng chưa chắc buông được danh lợi. Nhưng cái bộ mặt của danh lợi thì phải nhìn thật là sâu sắc, nhìn thật là kỹ đi, rồi lúc đó bị mới thật sự buông danh lợi. Nhìn cho kỹ. Nên những đức nói rằng danh là tai, lỡ là họa. Sống trong cái thời cuộc người khổ như vậy mà có danh có lợi không bỏ ra là tai họa sẽ đến với chúng ta, chắc chắn quý vị luôn. Nên những vị mà đi đến đây mà bữa nay mà nghe công đoạn này, những đức khuyên quý vị về điều chỉnh cái tâm tính mình lại, coi bản thân mình đối xử với cha mẹ mình sao. Đẹp trong cái quạt nè,
phụng dưỡng cha và mẹ là vận may tối thượng nhất. Hiểu không? Cha mẹ mà chịu vô chùa tu thì giúp cho cha mẹ vô chùa. Còn mình ở nhà thì dù mình nghèo tiền nghèo bạc, nhưng mình đừng có nghèo cái tâm phụng dưỡng cha mẹ, thì vận may sẽ đến với quý vị, số mệnh quý vị sẽ thay đổi, chắc chắn quý vị luôn. Bắt đầu từ chữ hiếu mà lập lên sự nghiệp. Chính bản thân những đức đi tu nè, lập từ chữ hiếu nè. Nuôi bao nhiêu người già, không lẽ là không phải chữ hiếu sao? Đó. Ngày nào cũng chọc các cụ cười, viết mà người ta nói rằng những đức giống như còn hơn là danh hài nữa. Chọc các cụ cười suốt. Nên có nhiều người ta hỏi tại sao thầy nuôi được nhiều người già. Những đức nói nhờ phương pháp niệm Phật. Nhờ phương pháp niệm Phật quý vị. Không có dễ quản người già đâu quý vị ơi, họ khó dữ lắm. Nhưng mà nhờ những đức dùng phương pháp, những đưa chiếc máy nhỏ xíu vậy nè mà quản bà đó. Vì thấy hay không? Giờ bà ngồi đâu bà cũng, tại vì chiều phải đi ghi, bấm mà ít thì kỳ, ghé ngồi bấm. Có nhiều bà thì thật sự mà nói, có nhiều bà thì cũng muốn có nhiều. Bà ngồi bấm gì nè, bà làm lia làm lịa. Nhưng mà những đức nói cho bị nghe, còn đỡ hơn bà đi chữ lộn với nhau. Đỡ hơn bà chữ lộn. Bà mà không cầm cái máy bấm số này niệm Phật đi, rồi quý vị sẽ thấy bà nhiều chuyện. Thì quý vị nhìn từ quý vị là biết rồi. Nhìn thì dễ thương vậy chứ cũng nhiều chuyện dữ lắm. Hiểu không? Cũng là gặp chuyện người này người kia người nọ, thấy ai chỉ cần nhan sắc đẹp hơn mình hoặc cái được hơn mình chút, bọn bộ đồ lạ lạ là đã nhìn ngó rồi, châm biếm rồi. Biết tu thì đỡ, không biết tu bắt đầu là bẻ mồm bẻ miệng. Đẹp đâu mà đẹp, làm gì mà đẹp. Còn chồng á, đang ngồi với mình hay đi với mình, mà chỉ cần người con gái nào đẹp đi ngang mà chồng mình nhìn cái quay lại, móc mắt quá vậy, nhìn cái gì, nhìn móc mắt bây giờ, thấy chưa? Đó, hoặc là nhéo, ngồi kế bên nhéo quý vị. Đó, quý vị thấy không, đâu có chịu thua ai đâu. Thì bây giờ mấy bà cụ già, bà quân tập bao nhiêu chục năm nay thì bà nặng cỡ nào? Thì bây giờ quý vị đang quân tập cái gì thì cố gắng. Hiểu không? Bây giờ từ hôm nay cố gắng niệm Phật đi, đừng có đi quân tập nhiều chuyện chi, có ngày có chuyện xảy ra. Hiểu không? Mai mốt ta lôi ra rồi lúc đó mắc cỡ. Vợ của ông ba nhiều chuyện bị lôi ra. Chứ mình tuyệt đối, mình khôn khéo, đừng có bao giờ đi làm mai làm mối cho ai. Ngày xưa không biết tu làm chuyện tầm bậy, đi làm mai làm mối là tầm bậy. Duyên nợ người ta, tự người ta đến kệ người ta, đừng có làm mai làm mối. Hồi xưa kế nhà những đứa có cái ông đó chuyên làm mai. Nó mới về nó sống, nó động phòng cỡ từng, nó lỡ nó đem quà lỡ tặng ông hoài. Vì mà nó động phòng 2 tháng sau nó lỡ nó chửi cũng quá trời. Tại vì sao? Vì hai vợ chồng nó kình lộn xong nó lỡ nó nói ông mai này là mai tầm bậy. Mấy tháng rồi nó mới lỡ nó chửi. Nên những đức nói với vị đừng có để bao giờ đụng vô chuyện làm mai làm mối của ai. Hoặc là ai có bầu có bì gì, đừng có bao giờ mà chỉ người ta chỗ phá thai. Làm chuyện tầm bậy. Chuyện của ta tạo tội nghiệp kể người ta. Mình nói một câu mà có phước, chị ơi chị, biết đâu cái đứa bé này nó sẽ là người ơn của chị sao chị. Bây giờ chị khổ biết đâu chị đẻ nó ra sau này nó cảm ơn chị đó. Chứ chị mà đem giết nó cái chừng cuộc đời của chị khổ hơn nữa đó nghe chị. Tôi khuyên chị nên sanh nó ra mà nuôi nó đi. Dù người ta đi phá nhưng quý vị có phước, lời khuyên có đạo đức. Thấy không?
Đừng có bao giờ chỉ người ta cái chỗ phá thai. Nó nên á. Còn ở đây cũng nhiều nữ trẻ trẻ nè, ngồi đây nè. Đừng có đi rạng quạng. Cuối cùng cái bụng trình bình lên nó chốt mất tiêu. Hiểu không? Ít có ai mà gan như những đức lắm. Dám chơi là dám chịu chứ không có bao giờ chốt. Ý nói là nuôi với bà già là không bao giờ chốt. Hiểu không quý vị? Chứ nếu mà chốt là tôi chốt 8-9 năm về trước rồi. Thôi tôi khổ quá, tôi bỏ bà cụ rồi. Hiểu không? Làm người ai làm thế? Hiểu không quý vị? Nghèo thì nghèo chứ. Mình là đàn ông thôi, có bản lãnh một chút. Cỡ nào cỡ. Hô hô chứ cũng phải ghen. Đúng không? Đó. Nên ví dụ như các cô á, tu tập chung với những đức hướng dẫn á, giờ này cũng cực lực cái dữ á. Con gái người ta ở kia Tết nhất gì người ta lang thang, người ta kiếm đồ đạc. Giờ mấy cô chùa mình cũng tội nghiệp. Được đi đâu đâu. Chợ hoa kế bên còn không được cho đi. Nhưng mà không thích đi. Không thích đi. Không mà nói kiểu này mà có mấy bà ừ. Cũng thích đi. Chứ không phải không thích đâu. Nhưng mà nhà nước không cho đi. Mà cái đặc biệt không cho đi là không dám trốn đi là hay quá hay quý vị. Quá hay. Đúng không? Đó. Từ nơi đó mà cái tâm mình chân thành nên có nguyên một cái dàn phái nữ đó. Họ đến với mình, họ lo phụ việc mình. Bây giờ nhà Đức ngồi đây, nhà Đức giảng mà không có họ nấu ăn ở dưới là sao? Còn nguyên một cái dàn công tử đang đứng phục vụ kìa. Mấy chú đang làm bảo vệ, này bận đồ bảo vệ xanh xanh, tùm lum tùm la xung quanh chùa. Mấy chú chùa mình không nhớ bảo vệ đâu. Chú chùa mình không á. Chứ đâu có phải bảo vệ đâu đâu. Bảo vệ bên công an có 2-3 người ở đâu mà có nhiều. Còn như mấy chú bằng đồ xanh xanh là người trong chùa á. Ừ. Cũng đứng cầm mấy cây hù hù chơi với có ai. Ý quên mà tự nhiên mình nói này chi ta. Để cho mấy chú làm ăn ngon lành tự nhiên. Bởi vì cái gì thì nó cũng nói cho quý vị ơi. Người như Đức ngộ lắm, cái gì cũng nói ra chứ. Không có để trong tâm. Thấy không? Nó. Nên ngày xưa như Đức ngoài đời á, xấu thì xấu gì mà được cái gan là thương ai là nói thiệt. Không thương thì thôi. Ừ. Không mà nhận Đức này được có một cái lì. Đi tu cũng lì. Mà ghẹo chọc ai cũng lì. Lì với gan nha quý vị. Nhờ vậy đó mà cũng được thành công tương đối. Thấy không? Nên những đức mong quý vị hãy lì với pháp môn tịnh độ này cả đời đi. Quý vị thấy chùa hộ pháp chúng ta từ khi mở ra cộng tu tới giờ là hơn 8 năm. Có từng chủ nhật nào những đức bỏ cuộc không? Những đức nói với quý vị nghe chứ giờ này những đức nói chuyện chứ cần khổ những đức cũng đang đau. Nhưng mà quý vị thấy những đức có bỏ cuộc không? Những cái khó khăn gì nè mà mình vượt qua được. Giống như mình tu hành mà đến một cái gốc cao chúng ta phải leo qua. Quý vị thấy bây giờ mục tiêu chúng ta là leo núi, là leo đến chót núi. Thì trong cái thời gian leo tới chót núi thì nó qua bao nhiêu cục đá to. Mình phải cố gắng mà vượt qua. Thì cuối cùng mình mới lên tới cái đỉnh cao nhất. Tu hành cũng vậy đó quý vị. Đúng không? Càng tu thì càng bị khảo đảo. Tính ra những đức bệnh và hổm giờ cũng cả tháng nữa quý vị. Mà hôm qua giờ những đức thấy ngồi sao nó yếu quá. Cũng mệt hôm qua giờ sao mệt quý vị ơi. Chắc là làm việc với con người nhiều quá hay sao. Ví dụ tối ngủ mà được nha quý vị. Những đức thấy lạ ghê. Mỗi lần mà thấy Phật tử người ta nằm ở ngoài sân mình ngủ không có được nha. Kỳ cục ghê. Cái đi vòng vòng hoài. Thấy người ta nằm tội nghiệp.
thấy gì nằm trời ngoài săn quá trời luôn, đúng không? Thôi mình cứ có cái tấm lòng vậy mà sống đi quý vị, đúng không? Cứ có cái tấm lòng vậy mà sống. Cuộc đời con người đi qua mau lắm quý vị, mấy chục năm nó ngắn ngủi qua mau lắm. Quý vị hãy sống thẳng đáy lòng mình đi, đúng không? Cái quan trọng là cuối cuộc đời chúng ta mà được về cực lạc kìa. Chứ nếu như quý vị mà không về cực lạc, và tụi mình không, người nói không về cực lạc là đọa địa ngục đó. Không về cực lạc là đọa địa ngục nha quý vị. Hồi nãy ở đây có tặng phiếu tượng Phật chưa ta? Rồi phải không? Ai mà thỉnh tượng Phật đó một chút qua bên cái bảo tháp, nhớ nè, chùa mình những đức chỉ an vị Phật dễ dữ lắm. Cứ về bật cái điều niệm Phật, lễ Phật là an vị Phật rồi nghe. An vị Phật khỏi cần coi ngài, an vị Phật mà coi ngài. Tôn tượng Phật lên bàn thờ là ngày tốt nhất, giờ tốt nhất, hiểu không? Có ngày gì? Có nhiều người hỏi Nhân Đức, thầy ơi, bây giờ con an vị Phật cần khai quang điểm nhãn không? Mình nè, mình mới cần Phật Bồ Tát khai quang điểm nhãn cho mình nè. Phật Bồ Tát mà còn cần mình khai quang điểm nhãn, vậy thì thôi mình leo lên bàn thờ mình ngồi đến luôn đi. Tầm bậy thiết ghê. Cái chương trình này không biết ai làm, không biết. Đó là phương tiện thôi quý vị à, hiểu chưa? Chứ Phật Bồ Tát, mình nhìn Phật Bồ Tát để khai ngộ mình. Ví dụ như chúng ta nhìn tượng Di Đà, niệm A Di Đà Phật, A là vô, Di Đà là lượng, Phật là giác. Cái chữ Nam Mô là quay về nương tựa. Cái chữ A Di Đà Phật là giác ngộ, nương tựa với cái tâm giác ngộ của Phật A Di Đà, đúng không? Nên chúng ta niệm A Di Đà Phật để quay về nương tựa với giáo pháp của Đức Thế Tôn. Còn niệm Bồ Tát Quán Thế Âm thì chúng ta hỏi mình có từ bi hay không, thì phát triển được cái tâm từ bi, nó hình tượng của Bồ Tát Quán Thế Âm. Đại Thế Chí Bồ Tát thì hỏi mình có dụng tình hành sự hay không. Nếu đời này mà mình dụng tình hành sự thì bản thân mình luôn luôn chuốc lấy cái khổ đau mãi mãi không dứt, hiểu không? Di Đà Quan Thế Chí là biểu pháp cho chúng ta nhìn để khai ngộ chính mình. Chứ mình mà còn phải đi an vị Phật mà khai quang điểm nhãn thì cái việc này mình linh hơn Phật Bồ Tát rồi. Đã linh hơn Phật Bồ Tát thì thôi mình leo lên bàn thờ mình ngồi luôn đi, mỗi ngày cúng chuối cho mình ăn, hiểu không? Đó, nên bây giờ vì thịnh tượng Phật ở trong chùa, Nhà Đức đang hướng dẫn cái vị kỹ rồi đó. Về tự tôn tượng Phật lên, rồi bắt đầu là mua hoa quả trái cây để bàn thờ. Xong rồi bật điệu niệm Phật, lễ Phật lên, vợ chồng con cháu chắc chí chép vậy đó, cùng lễ Phật, rồi là xong. Từ đó về sau niệm Phật, lễ Phật để mà cúng dường cho Phật Bồ Tát. Như vậy là xong việc. Quán khí giống như quán hận quý vị, quán thù. Từ đời này hay nhiều đời nhiều kiếp, từ con người sống này gặp nhau trong cuộc đời này có thuận có nghịch, rồi những cảnh giới mà chúng ta không thấy, họ cũng đang đeo bám theo báo thù. Đó gọi là quán khí, quán hận. Thì dùng phương pháp nào đặc biệt nhất? Tha thứ là cách hay nhất. Nhớ. Tha thứ là cách hay nhất, quý vị nhớ nha. Từ giữa người sống đến với người sống và người chết đeo đẳng theo, cũng ngay chỗ cái tâm tha thứ. Nên trong nhà Phật có câu nói hay: quan gia nên giải không nên kết. Giờ chúng ta cộng tu, cộng tu cuối năm, thì bây giờ nhắc nhở mình những cái gì trong lòng mình không vừa lòng, không vừa ý, mình tha thứ đi, thì tức khắc hóa giải quán khí. Mình thường có tâm vừa lòng vừa ý, chứ nếu đi đâu mà cũng không vừa lòng không vừa ý hết trơn thì cứ như là thôi quán khí ngút trời,
ghê lắm. Không? Nên quý vị thấy như Đức tặng quý vị cây quạt, những Đức nói rằng tặng món quà tiêu trừ quán khí đúng không? Mà quý vị thấy rằng là rõ ràng là nụ cười nó có thể hóa giải cái sự hận thù quý vị. Thấy không? Có những việc á, nó đến với nhau cũng chưa quá đáng đâu quý vị, nhưng mà cứ gặp nhau kênh nó thành thật sự là quán thù. Đúng không? Có những việc mà giữa con người đến với con người nó chưa đến nỗi là gọi là quán thù gì đâu quý vị ơi, chỉ là dặn nhau một chút thôi. Nhưng mà do ai cũng giữ cái ngã của mình, đều là chờ người ta đến để xin lỗi mình. Cứ chờ người ta đến xin lỗi, chờ người ta đến xin lỗi. Mà chờ giết là thời gian nó lâu quá, nó thành ra cái tâm không vừa lòng, không vừa ý, nó năng lên hoài vậy đó. Rồi từ từ nó thành ra thù hận. Thí dụ như có những cặp vợ chồng quý vị, họ chưa đến nỗi chia tay đâu quý vị, họ chỉ có một chút hiềm khí, khích một chút thôi à. Vậy đó mà từ từ thành quán thù rồi chia tay. Ai cũng không có chịu thua ai, ai cũng là muốn hơn không. Thường con người chúng ta sống trong cuộc đời này quý vị, chúng ta đều cứ cho mình đúng, nên cuối cùng đụng. Đúng không? Cứ cho mình đúng rồi cái là nó đụng à. Mà bây giờ những Đức hỏi quý vị, hai người mà đụng đầu thì đầu ai cũng sưng. Giờ nó chạy lên nó đụng mình thôi, mình lủi đường khác. Quý vị coi trong cái cuộc đời này, chúng ta sống cũng như chúng ta chạy xe ngoài đường. Quý vị coi ngoài đường xe biết bao nhiêu mà nói, nhưng mỗi một người tự chạy cái làn đường của mình cho đúng. Thí dụ mình muốn qua làn đường người ta, mình cũng nhanh, xi nhanh để mình qua. Chứ đâu phải mình muốn qua là mình ủi qua đại đâu quý vị. Nên xe thì đông mà người ta ít bao giờ đụng với nhau là vì người ta phải chạy đúng làn đường đàng hoàng. Vì thì con người sống với nhau cũng vậy quý vị. Thấy không? Đó. Thí dụ chúng ta sống trong cuộc đời này đi, chúng ta có làm bao nhiêu việc thiện thì có những người ta cũng không thích mình. Thí dụ như là có những người, người ta bình luận, người ta nói quý vị về đông á, ông thầy Đức ông gạt các quý vị ơi. Không? Có những người, người ta dẫn là không thích quý vị, gạt người ta để tặng gạo. Không, thật sự quý vị biết nha, nếu quý vị mà nhìn nhận sâu sắc một chút thì nội mà quý vị về đây đông chúng cũng cực lắm, làm chết mồ luôn quý vị. Từ hôm qua tới giờ quý vị mà đi xuống dưới nhà bếp, quý vị sẽ thấy đồ ăn nấu không tưởng tượng được, nấu nồi to mà hồi sáng hồi cấp mà nhà Đức đi xuống dưới nhà bếp là lúc đó còn 15 phút nữa 6 giờ thì mấy cô nói là ăn hết 12 nồi bự mới lớn. Hết 12 nồi à. Mà từ hồi sáng tới bây giờ chắc vớt thêm khoảng 20 nồi nữa. Vị coi ngừng chút gì mà vô quá đông quý vị. Cái chiến này đông hơn khiếm thị. Chắc mười mấy ngàn người. Nhưng Đức mới nói với mấy cô rằng á, gạo chúng ta ra được 10,000. Nhưng Đức tưởng đâu ngon, thấy cái mồi là không đủ rồi đó. Bây giờ như Đức kêu mấy cô xuống ở dưới nhà bếp á, ra thêm khoảng 4 tấn nữa đi, thì mình cũng làm tặng đáy lòng mình thôi quý vị. Không, nó nói chứ đâu phải là cái gì bịch gạo bịch gì đâu, nhưng mà nói cái lọc của chùa tặng mà giờ người ta không có. Nhiều người ta nói một câu xui thế ghê, ta nói vậy đó quý vị. Hoặc là bây giờ có một số người mà người ta chưa hiểu nhiều, mà người ta mà không có đi, người ta chửi nhân đức đó, nó nói ông này ông xạo. Nó quý vị coi, làm việc ở thế gian này nó không đơn giản đâu quý vị ơi. Bây giờ cái số lượng người ai mà tính nổi. Nhân đức nghĩ rằng là cuối năm này mà chừng đặt 10,000 phần gạo là chắc là
mình ngon lành rồi, đâu mà thiếu được quý vị, quý vị coi người ta kìa, xung quanh đầy hết luôn rồi, ngoài sân kìa, người ta đứng kìa, thiệt là đông kìa quý vị, thấy không? Nên những đức nói cái người mà trong đây có một bao gạo trước là vì vô bánh. Hai vợ chồng của Ngọc Danh chưa có, cái lọc của chùa phải nhận nghe. Nên á, từ nơi đó quý vị ơi, dù là một cây quạt nhưng đức tặng quý vị, nếu như mà ai mà đọc mấy cái dòng chữ trong đó quý vị cũng được có kết quả lớn dữ lắm. Cái lọc đó thôi đó mà nó lớn dữ lắm đó quý vị. Bây giờ những đức hướng dẫn quý vị, thí dụ như có khi trong cuộc đời chúng ta có khi cũng buồn vặn, vì cầm cái quạt của những đức lên đi quạt đi, ai với đào vật quạt cái, ai với đào quạt lên cái, ai với đào vật quạt cái nữa, thì cái thằng buồn nó lộn mèo chạy mắt dép luôn chứ sao. Bây giờ quý vị, bây giờ nó buồn nó giận, bây giờ nó gặp cái ông vàng khè này mà nó quạt nó chạy mắt dép chứ sao bây giờ quý vị, thấy không? Nên từ nơi đó mà chị mang mắt kiến này có chưa, có quạt chưa, ông chị nè, ok. Chị thì lúc trước định làm phim nên nhận đức, nên nhận đức nói thôi chị ơi, làm ra bộ phim coi chừng có chuyện luôn. Cái danh cái lợi trong cuộc đời ghê gớm lắm mấy vị ơi, chúng ta ẵn ẵn hiện hiện phước cho rồi để sống những ngày tháng nuôi bà già cho nó yên. Giờ danh nó cũng lớn rồi mà thêm bộ phim nữa là thôi á, nhóc nhen mà phải đặt làm phim chết mồ, thấy không? Nên từ nơi đó thôi nói chị thôi, sau này chị đứt chết đi rồi chị tính toán chị làm sao, thấy không? Nên quý vị biết rằng là mỗi khi mà buồn giận nghe, ai với đào Phật quạt, ai với đào Phật quạt cái nữa, ai với đào Phật quý vị quạt cái nữa là rồi xong, lộn mèo. Quý vị nhìn là thấy như đứa cười nữa, thì vì cười tiến lên, đó là câu thần chú gần nhất rồi đó quý vị, thấy không? Nó về chùa ông thầy ông tặng đó quý vị. Chứ thật sự với quý vị rằng á, bây giờ á, một bịch gạo thì nấu một hai bữa hết trơn rồi. Nhưng mà cái mà nhắc nhở, cái phương pháp tu mà chỉ dạy nó hay dữ lắm. Nó bây giờ ai mà không muốn tiêu trừ quán khí, ai mà không muốn quý vị, gia đạo quý vị cũng muốn nữa. Trong gia đạo quý vị mà không yên, lộn xộn lu bu, vợ chồng kình lộn hoài, con cái dạy không nghe là quán khí đó quý vị. Quán khí đeo bám nè, gia đạo nó mới vậy đó quý vị. Giỡn đâu. Mà cái tiêu trừ quán khí là giữa con người với con người nó sanh ra chánh khí. Tại vì con người sống này nó sanh chánh khí nè quý vị. Nên phần âm hương linh á, nghiệp phá thai á, cụ quyền thất tổ ông bà chưa siêu thoát là người ta nương vào người sống này nè. Tại vì người sống á, cái tâm niệm của mình học đạo, mình hiền, mình thiện hay mình ác gì là do con người sống này nè, họ làm. Nếu như bây giờ họ mỗi ngày niệm Phật, họ khoan dung tha thứ á, thì họ phát triển được cái chánh khí chờ đất này mạnh dữ lắm. Và khi chánh khí chờ đất mà phát triển mạnh đó, thì cái tà khí và âm khí nó tự biến mất. Bây giờ quý vị coi, chúng ta đều cộng nghiệp hết trơn nè. Như bây giờ bệnh đau cảm sốt ho hen nó đầy, bản thân những đứa cũng bị cộng nghiệp luôn. Thì quý vị biết rằng là chúng ta bị ảnh hưởng về cái tà khí mạnh quá, hiểu không? Mà cái tà khí này là từ đâu phát sinh ra? Lòng người. Con người nghĩ những thủ đoạn ác, những điều sai quấy, bất hiếu với cha mẹ, dối gạt người vì vật chất, mọi mặt làm điều sai, rồi thêm mang nghiệp phá thai, vui vẻ nhưng mà cuối cùng mang thai để đi giết người ta,
Rồi cuối cùng nhiều người tạo nghiệp quá, rồi sát sanh hại vật, rồi Tết nhất tới mà bây giờ làm ăn không được, buôn bán không được, không có tiền ăn Tết, buồn giận bực bội. Mà khi buồn giận về nhà, vợ chồng lại mít lòng, rồi chửi vợ đánh con, đủ chuyện xảy ra. Nên cái tà khí đó nó xông lên quá mạnh, nó làm cho nhân sinh con người phải bị ảnh hưởng. Nhân sinh con người bị ảnh hưởng đó quý vị, thấy không? Nên quý vị biết rằng là cái người nghe đạo nó rất là quan trọng. Là vì sao? Khi mình bệnh đau, nhưng mà cái tâm trạng mình nó vẫn tốt. Cái tâm trạng nó vẫn tốt. Cái này là cái mình phải để ý nè. Tại vì bệnh đau thì ai cũng bệnh đau, nhưng mà duy trì được cái tâm trạng, cái đó là cái quan trọng dữ lắm. Vì thấy có buổi giảng pháp nào những đức nghỉ đâu? Không có buổi nào những đức nghỉ, mà chương trình xuyên suốt, đúng không? Hôm qua mà thứ bảy cả ngày, thêm cái nữa là tiếp Phật tử. Buổi chiều hôm qua mà ngồi đâu cỡ tiếng mấy đồng hồ, kiêng cơm xong, xong rồi về muốn le lưỡi. Không, nó nói với quý vị, chúng ta khi mà ho hen cảm xúc này nè, mà chúng ta khi gần quá nhiều con người thêm nữa, nó làm như nó mệt thêm nha quý vị. Nhà Đức vừa chuẩn bị hết chứ là nó mệt nữa à. Chưa chuẩn bị hết là nó mệt tiếp tục. Tại vì Đức phải tiếp Phật tử hoài. Bây giờ người ta khắp nơi nơi, người ta đến, người ta gặp mình, mình xấu, người ta cũng muốn chụp hình mà mình có tiếc rẻ gì quý vị. Nhưng mà có khi nó nói cũng đuối quý vị ơi. Nó không những cái điều chia sẻ đơn giản mà người ta quý mến làm sao quý vị ơi. Hồi nãy nhà Đức đi ngang, có mấy người ta chụp cái chân xem chút té chết một. Ta quý á quý vị. Giống như thờ Đức Phật mà ta chụp chân ta quý á. Mà mình đi ngang ta chụp mình tưởng đâu mình lộn em. Thấy không? Quý vị coi những cái điều rất đơn giản, rồi chia sẻ Phật pháp hài hước vui vẻ. Bao nhiêu đó thôi mà làm cho người ta vui, vậy mà người ta cảm ơn. Mà trong cuộc đời này quý vị ơi, nhân vô thập toàn. Bây giờ bao nhiêu người quý mến mình đi chăng nữa, nhưng trong đó cũng có một hai người người ta chửi mình te tu, nó giảng gì cái mặt thấy ghét. Quý vị, nên trong cái cuộc đời này nó đều có hết trơn á. Nên bản thân mình á, mà sống trong cái cõi đời này á, lúc người ta khen mình cũng cố gắng bình tĩnh. Nhớ nghe, khen cũng phải bình tĩnh, mà khi người ta chê mình cũng phải bình tĩnh. Khi người ta thật lòng với mình cũng phải bình tĩnh nghe. Khi mà người ta dối gạt mình phải hết sức bình tĩnh. Quý vị ơi, chúng ta ngồi suy nghĩ nè. Bây giờ không lẽ bây giờ chúng ta đều đòi hỏi tất cả cái đẹp, cái tốt về mình hết trơn quý vị? Vậy thì tất cả những cái xấu cho ai bây giờ đây? Nên chúng ta đã tiếp nhận được những cái tốt đẹp, thì bây giờ cái xấu đến với mình cũng phải tới, mình phải tiếp nhận chứ sao bây giờ? Đúng không quý vị? Đó. Nên cái tâm đó gọi là cái tâm tiêu trừ quán khí đó. Còn nếu không là mình quán hẳn, mình chỉ trích, mình khó chịu, mình không vừa lòng, không vừa ý quý vị. Thật sự quý vị rằng những đức rủ người ta về cuối năm mà đông gì, là cái ý những đức cho người ta nghe câu Phật hiểu đó. Cái ý đó đó quý vị, cái ý đó là cái ý chính nhất của cái trong tâm những đức mà làm việc này. Cho người ta nghe pháp, cho người ta niệm Phật đó. Để thấy như cái bài giảng ngắn của những đức nãy, những đức giới thiệu máy nghe pháp, máy niệm Phật, những đức giới thiệu đấy chưa. Nhiều người mình không hiểu, nó ủa sao thầy lên giảng giới thiệu mấy vụ này hoài ta? Vì người ta lỡ người ta đặt chứ máy nghe pháp, máy niệm Phật ta tặng cho ông bà cha mẹ người ta thì được lợi ích, đúng không? Đó, quý vị coi, một cây quạt thôi mà những đức cũng để những bài pháp ngắn trong đây. Nếu mà ai mà quạt mà cứ đọc hoài đi, những đức nói quý vị sẽ hiểu ra những cái dụng ý cực kỳ sâu sắc nằm bên trong á. Quý vị biết rằng á, nghe có những câu mà những đức mà giảng hoài nhiều lần, một câu mà những đức giảng hoài vậy đó, giảng viết càng giảng càng hay. Nhưng mà bài hát đi, mình cứ hát nhiều lần đi, mình sẽ mới thấy à. Hát hoài, hát viết cái tự nhiên sao á, nó giống như nó thâm nhập vào bài hát vậy đó quý vị. Nên nó giống như bây giờ những đức mà tán thán tịnh độ, ngày nào những đức cũng tán thán, nhưng quý vị thấy những đức tán thán tịnh độ nó dẻo miệng vậy lắm. Tại vì nó quen rồi. Quen quý vị. Thấy không? Đó. Nên mỗi một con người mình á, mình về đây gì nè,
cuối năm mình tu tập, những đức bữa đó nói cuối năm mà ai mà không đi là cả năm tu giống như không lãnh được cúp. Thật sự quý vị nghe, mấy cái cô mà đi đến chùa tu xuyên suốt quanh năm, nên nó nói thiệt chứ bản thân mình cái gì cũng có trước có sau quý vị, sống có trước có sau. Nên những đứa kêu sắp xếp gạo sẵn hết trơn ngồi tại chỗ, vì quý vị là dân chuyên nghiệp nghe pháp rồi, hiểu không? Còn nhà Đức nói một số người mà người ta mới đến bữa nay lần đầu tiên á, mà coi chừng mà để sẵn cái chừng người ta sắp ta đi về mất tiêu, thì người ta đâu có ngồi người ta niệm Phật và người ta nghe pháp đâu quý vị. Mình vì người ta đó, vì người ta đó quý vị. Có nhiều người người ta không có hiểu, người ta nói ủa sao cho không cho đại để mà kéo dài thời gian chi ta. Cái tâm những đức làm là cái dụng ý gì người ta nó lớn lắm, người ta không hiểu nhưng người ta sẽ được lợi ích. Có những điều mình chia sẻ vào pháp nghe quý vị, nhưng mà vài năm sau người ta tự hiểu, ta sẽ nhận thức được đó. Nhớ lại chủng tử mà. Còn bây giờ những người mà ở đây là đa phần là những dân nghe pháp chuyên nghiệp, nên những đứa kêu sắp á, sắp cho quý vị có cái bao gạo cho bị ngồi ngay bao gạo á, vì sợ đông quá. Những người mà ta đến với mình thời gian quá lâu mà người ta lại lỡ không có rồi sao? Ý như Đức nói là có trước có sau quý vị, hiểu không? Đó. Đó, nên từ nơi đó mà những Đức sắp nguyên cái chánh điện trên dưới ở trên chư tăng ni. Chư tăng ni bữa nay đến cũng đông dữ lắm. Bữa nay chùa mình cũng có chương trình cúng chay tăng nữa. Những đứa cũng bỏ bao thư hết rồi. Rồi xong chương trình hết trơn á, những ai mà muốn cúng dường chay tăng thì lên trên đó có ban tổ chức sắp xếp. Ngồi đàng hoàng. Ai cũng ngồi đàng hoàng hết. Chư tăng bữa nay chắc những đứa hồi nãy nhìn thấy chắc cũng vài trăm quý vị. Chư tăng ni cũng vài trăm ngồi trên á. Đó, thì những đứa cũng để gạo sẵn phần hết trơn. Rồi những đức bỏ bao thư hết rồi. Nên quý vị biết rằng lúc trước chùa mình thì chủ nhật tuần nào những đức cũng cúng dường chư tăng ấy. Nhưng mà sau này những đức thấy thôi, tại vì chùa mình làm nhiều việc quá. Những đức nuôi người già càng ngày càng đông, lo rất nhiều việc. Những đức nghĩ rằng thôi chư tăng đi rồi thôi, tu hành chắc cũng không có thiếu thốn gì đâu. Nhưng mà cuối năm thôi mình cũng gỡ một chút lọc đến với chư tăng chư ni, cũng những người hình tướng giống mình cùng tu mà, thấy không? Trong ngôi Tam Bảo á, Phật Pháp Tăng thì không thể nào bỏ Tăng Bảo được đâu quý vị à. Nhớ nghe. Hòa Thượng mình á, lúc ngày nói chuyện ngày có nói câu á, chúng ta đừng có dội vàng khinh ai hết. Trong cái cuộc đời này á, Phật Bồ Tát đều có hai mặt để thể hiện. Đừng có vội vàng khinh ai hết á. Có những khi Phật Bồ Tát cũng thể hiện làm những điều mà giống không phải trong cuộc đời. Vì coi như Đề Bà Đạt Đa bên cạnh Phật, nếu Đề Bà Đạt Đa là người tầm thường, tại sao quậy Phật được quý vị? Đề Bà Đạt Đa cũng cổ Phật, mà Đức Thích Ca Mâu Ni cũng cổ Phật. Vì họ là cổ Phật nên họ đời đời kiếp kiếp họ đeo đẳng nhau để mà khảo đảo nhau hoài được. Nếu họ không phải cổ Phật vậy là sao mà đi theo Đức Thích Ca Mâu Ni hoài được quý vị. Nên quý vị ơi, chúng ta nghe đạo biết tu, đừng có bao giờ chúng ta dội vàng khinh người nào trong cái cõi ta bà này. Trong cái cõi ta bà này hiện tại là phàm thánh đồng cư độ. Cả những vị tăng mà người ta quay phim ở trên mạng, cầm thịt ăn ngốn ở quay phim đó, mình cũng đừng có dội phỉ báng họ. Đừng có dội phỉ báng họ. Những cái chuyện khác thường đó mình không có hiểu đâu quý vị à. Ai mà biết ai trong cái cõi đời này, hiểu không? Nên nhất là hàng cư sĩ, những người không biết tu tội nghiệp cho họ. Họ ưa đi mang tâm phỉ báng, hoặc là
Trên mạng bây giờ mạng truyền thông nó phát triển, nạnh ai muốn nói gì nói trên mạng, hiểu không? Rồi bình luận đồ chữ qua chữ lỡ nhau. Những đức khuyên quý vị đừng có bao giờ đụng tới những cái việc đó, đừng có đụng đến quý vị à. Dù là quý vị không có trực tiếp với người ta nhưng mà quý vị cũng tạo ác khẩu rồi còn gì. Chữ tầm bậy tầm bạ tạo ác khẩu. Có khi người ta làm cái chuyện bao la đại sự gì mà không đến để coi, không đến để nhìn, mà chỉ có ở xa nhìn qua hình thức cái này cái kia rồi nói tầm bậy. Cái tội ác khẩu của nó nặng dữ lắm. Quý vị chánh đi, quý vị là người nghe đạo, quý vị chánh đi. Cái cõi này chúng ta rất dễ tạo nghiệp nè, dễ tạo nghiệp dữ lắm, nhất là ác khẩu đó. Nên kinh Vô Lượng Thọ nêu cái khẩu nghiệp đứng đầu. Nhớ giữ khẩu nghiệp, đừng nói lỗi người, cẩn thận, cái miệng ghê lắm. Chúng ta quý vị biết á, thị hiện đa dạng hình tướng vậy. Có những người thị hiện thiện dữ lắm, nhưng có những người thị hiện ác. Tại vì sao? Không có cái ác khảo đảo cái thiện, sao biết nó là thiện, đúng không? Bây giờ quý vị coi, bây giờ những đức nuôi người già, làm chương trình này chương trình kia mà không bị chửi, sao biết được những đức có thật lòng làm không? Có chửi mình có làm không, đúng không? Còn bây giờ quý vị coi, quý vị tu hành vì niệm Phật lễ Phật, lại vì về nhà chồng quý vị nó hà hiếp quý vị, nói này nói kia, đon ren nói này nói nọ, nó không lo làm ăn bắt quý vị làm đó. Thử cái tâm mình coi quý vị như thế nào. Đừng bao giờ nói trong cuộc đời này tôi thiệt thòi. Không có thiệt thòi đâu quý vị ơi, không có thiệt thòi đâu. Cái nhân cái quả trong cuộc đời này không có thiệt thòi đâu nghe quý vị. Quý vị gieo nhân sao thì bị gặt quả vậy, chứ không có thiệt thòi đâu nghe. Ồ, nhớ kỹ. Nên chúng ta thị hiện làm Phật thì chúng ta nhìn chúng sanh là Phật. Chúng ta thị hiện làm Bồ Tát, chúng ta nhìn chúng sanh là Bồ Tát. Chúng ta thị hiện bậc A-la-hán thì nhìn chúng sanh là bậc A-la-hán. Chúng ta thị hiện là phàm phu thì chúng ta nhìn chúng sanh là phàm phu. Chúng ta thị hiện ác tâm thì chúng ta nhìn người ta là ác tâm. Chúng ta thị hiện thủ đoạn suy nghĩ, thủ đoạn với người khác thì chúng ta nghĩ người khác thủ đoạn. Chúng ta là sao? Chúng ta nghĩ ra vậy đó quý vị. Hành động của mình là tự bản thân mình sẽ nghĩ ra việc đó. Giống như giờ khi bị vui vì nhìn cái gì cũng vui, nhưng bị buồn vì nhìn cái gì cũng buồn hết trơn quý vị à, đúng không? Đó thì Phật Bồ Tát thị hiện đa dạng. Nó nên đó, Phật Bồ Tát thị hiện đa dạng hết. Nên bản thân chúng ta mỗi người phải cẩn thận, đừng có bao giờ chúng ta mà đi phỉ báng người khác. Nhất là những người mà quay phim đồ này kia mà câu like kiếm tiền, đừng có quay những cái tầm bậy. Dù biết nó là xã hội nhiều người tâm địa không phải, cái gì mà không phải là thích coi, còn cái gì mà đặc biệt tốt thì ít coi. Cái bị coi như khiếm thị người mù đồ, nhân sinh con người với con người, tội nghiệp người ta biết bao nhiêu mà nói chưa. Ta lê lết ta về chùa mà chương trình vậy đó coi không có đông đâu quý vị. Nhưng mà thử ai mà gách quần gách áo gì mà đưa lên coi dữ lắm à, mà lạ lắm quý vị. Bây giờ quý vị thử đi, quý vị thử diễn thử đi, hai vợ chồng quýnh lộn bạch xong nó quay lại nó đưa lên cái trang nó coi, coi rất là đông à, tào lao thì coi rất là đông, nhưng mà đặc biệt thiện thì coi ít. Thì quý vị biết cái lòng người như vậy thì làm gì không có kiếp nạn hả quý vị, thấy chưa? Nên thôi, chúng ta bây giờ cũng có phước nghe được Phật pháp, giống như Ngọc Danh Kim Tho vậy là có phước lắm rồi, đúng không? Được sanh ra đời cũng có cơ ngơ làm ăn, vợ là hoa hậu, vậy là chúa tể rồi mọi người, đúng không? Bây giờ thôi đi phục vụ chúng sanh lai rai, rảnh thời gian ở nhà niệm Phật, bồi dưỡng cái hạnh phúc gia đình của mình. Với từng tuổi của mình không có cần làm cái gì lớn lao nữa chứ, cực dữ lắm. Những đức thấy rồi, những đức nuôi bao nhiêu người già thì quý vị, đâu phải người già nào cũng nghèo đâu quý vị ơi. Nhưng mà nói thật với quý vị, có những người thì người ta như bà cụ mẹ của Ngọc Danh, bà thích ở trong chùa, bà vô đây bà thích thì bà ở đây. Nhưng có những cái người, có những người quý vị
người ta cũng gặp cái cảnh ngộ gì, người ta không vừa lòng, không vừa ý con mà người ta vô chùa. Nhiều lắm, nhiều lắm quý vị à. Bao nhiêu hoàn cảnh, bao nhiêu nghịch cảnh mà hỏi ra, ngày xưa cũng làm ăn đồ, cũng có tiền, cũng có địa vị, có học thức, mà khi tuổi già rồi quý vị coi. Bây giờ quý vị coi nước ngoài như nước Mỹ đâu, già là người ta vô viện dưỡng lão ở. Vì thì sanh con nuôi con mà tới già vô viện dưỡng lão ở. Mà viện dưỡng lão đâu có mặt tâm linh đâu quý vị. Đến khi mất đi thì đem vô cái chỗ nhà xác. Quý vị coi một đời người đi qua, quý vị thấy quá vô nghĩa không? Quá vô nghĩa đúng không? Mình rất là may mắn nha quý vị, ngày nào cũng được nghe pháp, ngày nào cũng được bồi dưỡng mặt tâm linh, ngày nào cũng được tu tập niệm Phật. Khi cuối cuộc đời mình có một con đường mình đi. Đây là cái hạnh phúc nhất của chúng ta. Bây giờ Tết nhất, bây giờ người ta không có tiền, người ta cũng đi mượn nợ để người ta ăn chơi. Còn bây giờ chúng ta bây giờ biết tu rồi quý vị, không có cần thiết ăn chơi gì đâu. Nên một hai bộ đồ được được là bạn cũng đẹp rồi, đúng không? Rồi có son phấn trang điểm một chút nữa cũng được rồi, vậy là được rồi quý vị. Cái đòi hỏi gì nữa? Bây giờ bao nhiêu người, người ta đang chạy theo cái cuộc sống danh lợi, người ta khổ. Bản thân mình lại biết bình yên sống, biết đủ thường vui. Những đức nói đây là chúng ta hạnh phúc nhất trong cái cuộc đời này, đúng không? Hạnh phúc nhất của những đức là gì? Mỗi ngày được niệm Phật à, khuyên người niệm Phật à, làm những việc ý nghĩa cho người ta được lợi ích. Đến với cuộc đời này thích làm gì đó, cả đời chân thật mà làm. Duyên đến thì mình chân thật, mình hết lòng, duyên hết thì mình buông thôi. Quý vị sống vậy thì bị an vui tự tại lắm những đức. Nên hôm nay á, chúng ta nói chuyện vòng vo vậy mà cũng 10 giờ đó quý vị ơi. Thấy không? Bữa nay những đức nói chuyện tới đây thôi, tại vì còn tặng gạo, thời gian còn dài. Một chút các ban bệ nhớ nè, coi quạt chắc là tặng chưa hết đâu, chưa hết người đâu. Một chút ai chưa có quạt tặng thêm, thấy không? Đây là món quà đức tặng quý vị nhớ nghe. Quạt quán khí nghe. Quý vị tiêu trừ quán khí đi. Quán khí là gì? Là buồn giận đó nghe. Rồi mỗi lần mà buồn giận ai nghe không? Quạt, quạt, quạt. Nghe chưa? Còn mỗi lần mà ai mà nói cái gì mà bực bội, mà bị ấm ức á, nặng ngực á, quạt, quạt nghe, cho nó giải cái tâm ấm ức nó ra nghe. Còn mỗi lần mà chồng la hay gì đó mà cứ ngẹn ngẹn ngào đó, cứ quạt nghe, quạt quạt, cho nó bay cái ngẹn ngào đi nghe. Đó. Rồi chúc quý vị an lạc, A Di Đà Phật. À, quên nhắc quý vị nè, chùa chúng ta đêm 30, thấy không? Là năm nay là chúng ta sẽ tổ chức lúc 7 giờ. 7 giờ nghe. Tới 9 giờ xong chương trình. Những đức sẽ bố trí phía trước đó đó. Phía trước hai bên con rồng nguyên một cái dàn bánh trái. Vì đến vì sẽ nhận bánh trái đi vòng vòng chùa ăn. Hay nhất chỗ đó đó. Hiểu không? Rồi 7 giờ Như Đức chia sẻ Phật pháp. Rồi xong niệm địa chung 20 phút, lễ Phật 45 phút, khoảng 9 giờ xong. 9 giờ xong chương trình. Đêm giao thừa 12 giờ khuya chùa chúng ta không có tổ chức nữa. Hiểu không? Rồi ai ở lại để ăn Tết trong chùa thì cứ ở. Hiểu không? 3-4 điểm chùa yên tâm đi. Nữ đồ thì Như Đức cho ở đây, nam Như Đức cho qua bên kia. Bên nào ra bên ấy rõ ràng. Đó là cái chương trình năm nay đó quý vị. Nhớ nè, mùng 2 đầu năm là cộng tu ngay chủ nhật. Mùng 5 cộng tu bên chùa mới, đầu năm đó nghe.
Mùng 6 tổ chức cộng tu bên đây nữa. Mùng 6. Mùng 8 thì cộng tu bên chùa Mớ ngày thứ bảy. Mùng 9 mừng thọ. Mùng 9 mừng thọ. Nên Kim Tho coi mời một số anh chị ca sĩ hát ngay mừng thọ. Chương trình mừng thọ mùng 9. À. Còn bữa nay Nhật Đức nói chuyện đến đây thôi, rồi sẽ mời Kim Tho ra hát một bài hát một à. Thấy không? Tặng cho quý vị. Thay đổi không khí một chút nghe. Bây giờ chúng ta chắp tay hồi hướng cái đi quý vị. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ.